Theo đó, các đặc sản nổi tiếng như gạo sén Cù Mường Vi, miến dông núi đá, mật ong Hoàng Liên vùng Tây Bắc, bánh đa cá rô đồng ăn liền, bánh đa hải sản ăn liền, bún cá rô đồng ăn liền vùng đồng bằng sông Hồng, trứng rà sạch, ổi nữ hoàng, bưởi khu vực miền Tây sẽ được trưng bày và giới thiệu đến người tiêu dùng. Tất cả sản phẩm này đều được Aeon đánh giá cao về quy trình sản xuất cũng như các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Theo đó, người tham gia triển lãm sẽ được thưởng thức trải nghiệm một số sản phẩm cũng như sở hữu mặt hàng với mức giá ưu đãi. Bên cạnh đó cũng được tư vấn về quy trình sản xuất, giá trị dinh dưỡng của sản phẩm. Thông qua chương trình, 35 doanh nghiệp với các mặt hàng có nhiều chủng loại như thực phẩm đóng gói, chế biến sẵn, nông sản đã được tiếp cận với các nhà phân phối và người tiêu dùng. Trong thời gian tới, người dân sẽ được sử dụng các mặt hàng nông sản Việt đáp ứng tiêu chuẩn của Aeon Việt Nam và Aeon của Top Value đề ra trên hệ thống siêu thị Aeon toàn cầu. Tại hệ thống siêu thị của chúng tôi, số lượng các mặt hàng này ngày càng gia tăng và hiện nay hướng đến những mặt hàng chế biến sẵn, đặc biệt là những mặt hàng tươi sống, ví dụ như các mặt hàng rau củ quả, trái cây, bởi vì những mặt hàng này có chất lượng cao và có cơ hội cao để xuất khẩu sang thị trường nước ngoài. Tuần lễ triển lãm sản phẩm doanh nghiệp Việt Aeon năm 2020 sẽ được diễn ra từ nay cho đến hết ngày 8 tháng 11 tại trung tâm mua sắm Aeon Tân Phú, London. Quý khán giả của Mua Gì Ở Đâu nếu quan tâm có thể đến tham gia với giá vé 0 đồng.